Ra mắt khán giả xem phim tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2005, Galaxy Cinema đã và đang mang lại những trải nghiệm bom tấn vô cùng hấp dẫn cho tín đồ phim. Đây là hệ thống rạp đạt chuẩn Hollywood đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh, luôn cập nhật những công nghệ về âm thanh và hình ảnh tân tiến nhất. Galaxy Cinema hiện đang đón hơn 4 triệu lượt khách mỗi năm, phục vụ nhu cầu xem phim đông đảo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Galaxy Cinema đã và đang được ưu ái bình chọn là một trong 10 địa điểm giải trí được yêu thích nhất dành cho giới trẻ. Tháng 12 này, Galaxy Cinema hân hạnh giới thiệu thành viên thứ 5, Galaxy Quang Trung, thêm một điểm hẹn điện ảnh hấp dẫn cho các fan của môn nghệ thuật thứ 7 với tiêu chuẩn bậc nhất đến từ Hollywood. Galaxy Quang Trung hứa hẹn mang đến bạn những trải nghiệm bom tấn sống động hơn bao giờ hết với 7 phòng chiếu và hơn 1.000 ghế ngồi. Galaxy Quang Trung khai trương ngày 10 tháng 12 năm 2014, lầu 3 Co-op Max Quang Trung. Galaxy Cinema mang Hollywood đến gần bạn.